Huấn luyện viên trưởng Chelsea nói về khả năng thay Âu Park ở tuyển Việt Nam. Malaysia nhập tịch thêm 2 sao Nam Mỹ, quyết thắng Việt Nam. Quang Hải về nước sớm cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup. Huấn luyện viên trưởng Chelsea nói về khả năng thay ông Park ở tuyển Việt Nam. Chia sẻ với Dinh, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản tin rằng mình có lợi thế hiểu biết về bóng đá Việt Nam và vẫn liên lạc với các quan chức, cầu thủ dù đã chia tay Việt Nam. Tôi cởi mở với mọi lời đề nghị, lợi thế của tôi đã trải qua gần 3 năm làm việc ở Việt Nam, trong đó có cả cấp độ đội tuyển trẻ. Hiện tôi vẫn giữ liên hệ và trao đổi với các quan chức VFF lẫn một số cầu thủ tôi từng huấn luyện. Hãy cứ chờ xem điều gì có thể đến. Dù sao tôi vẫn luôn dành cho bóng đá Việt Nam những ấn tượng tốt đẹp nhất. Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản trả lời Dinh về khả năng dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông đánh giá cao người đồng nghiệp Park Hang-seo. Tôi cho rằng những gì mà ông Park làm được cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua thực sự đáng khâm phục. Không nhiều huấn luyện viên tại cấp độ đội tuyển quốc gia có thể đạt được thành tích đồ sộ như ông Park. Tôi hiểu vị thế của ông Park tại Việt Nam bây giờ khi mà tôi từng được trải qua những thời khắc như vậy với bóng đá Nhật Bản hơn 20 năm trước. Huấn luyện viên sinh năm 1955 là một trong những ứng viên hàng đầu có thể thay thế ông Park sau AFF Cup 2022. Tháng 6 năm 2018, ông Chelsea bén duyên với bóng đá Việt Nam khi đến PVF làm cố vấn và trở thành giám đốc kỹ thuật. Sáng tháng 9 năm 2019, ông được tiến cử làm huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam. Ngày 5 tháng 6 năm 2021, ông chia tay bóng đá Việt Nam để trở về với Pháp. Ông Philippe Chelsea đã từng huấn luyện 7 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trong sự nghiệp của mình. Ông đã 2 lần dự World Cup khi giúp tuyển Nam Phi, lần đầu tiên là vào chung kết với Nhật Bản 2002. Đặc biệt, ông giúp Nhật lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Thời gian hạnh phúc nhất sự nghiệp huấn luyện của ông là ở Nhật Bản khi mà 20 năm về trước. Ông trải qua những cung bậc cảm xúc của một người hùng dân tộc như ông Park với Việt Nam trong 5 năm qua. Vì vậy, ông thấu hiểu và chia sẻ với thành tựu mà người đồng nghiệp làm được. Phu Thủy Trắng cho hay, sau thời gian dài gắn bó với một công việc nhất định, tôi nghĩ là ông Park muốn có thời gian nghỉ ngơi và làm mới mình. Tôi cũng từng tự thưởng cho bản thân quãng nghỉ hơn một năm sau khi kết thúc hợp đồng với tuyển Nhật Bản hậu World Cup 2002. Đó là điều rất bình thường trong bóng đá, nhất là với môi trường hiện đại ngày nay, với áp lực thành công ngày càng khắt khe. Hợp đồng của ông Park Hang-seo với VFF sẽ chính thức khép lại sau ngày 31 tháng 1 năm 2023, thế nhưng thực tế, mọi chuyện sẽ kết thúc sau kỳ AFF Cup 2022. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Sau khi mà hai bên công bố việc không gia hạn hợp đồng vào hôm 17 tháng 10, VFF đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm. Theo tìm hiểu của Dinh, quá trình thăm dò và tiếp xúc với các ứng viên đang diễn ra và VFF cần phải có kế hoạch sẵn sàng cho tuyển Việt Nam sau khi mà ông Park rời đi. Danh tính nhà cầm quân mới sẽ được công bố sau AFF Cup 2022. Huấn luyện viên mới sẽ có các yêu cầu bắt buộc như bằng thành tích tốt, kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và mức lương phù hợp. Malaysia nhập tịch thêm 2 sao Nam Mỹ, quyết thắng Việt Nam. Malaysia đang tiếp tục có những bước tiến trong việc hoàn thiện lực lượng chinh chiến tại AFF Cup sắp tới khi sắp sửa nhập tịch thành công 2 ngôi sao Nam Mỹ. Malaysia đang tiếp tục quá trình nhập tịch những ngoại binh chất lượng vào đội hình của mình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch những cầu thủ chất lượng như là Sergio Aguero và Lee Tuck, mới đây thì Liên đoàn bóng đá nước này đã khẳng định họ sắp nhập tịch thành công 2 cái tên nữa. Theo đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Kuala Lumpur Khalid Abdul Samad xác nhận trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 10 rằng hai sao Nam Mỹ là Paulo Jussier và Roman Morales đã hoàn tất thủ tục nhập tịch. Theo những thông tin từ Flash Sport, quá trình củng cố hồ sơ của hai ngôi sao này đang đi đến những bước cuối cùng. Cả Paulo Jussier và Roman Morales đều là những trụ cột của đương kim Á quân AFC Cup 2022 Kuala Lumpur City. Hai cầu thủ này từng được đánh giá là đóng vai trò quan trọng giúp cho câu lạc bộ KL City thành công trong việc nâng cao chức cúp quốc gia Malaysia 2021 và lọt vào trận chung kết AFC Cup 2022. Jussier là cầu thủ gốc Brazil, thi đấu ở vị trí tiền vệ và đã gia nhập Kuala Lumpur City từ năm 2017. Số 5 năm thi đấu tại đội bóng này, anh đã có hơn 80 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Morales khoác áo đội bóng này mùa giải trước. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi người Colombia đã đến Malaysia từ năm 2018 khi chơi cho Selangor State Development Corporation trong 2 mùa giải và sau đó được chiêu mộ bởi Melaka United. Tại kỳ AFF Cup sắp tới thì đội tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam, Singapore, Lào và Myanmar. Sau khi nhập tịch thành công hai cầu thủ này, đội hình của Hổ Mã sẽ có tới gần một nửa là những cầu thủ nước ngoài. Điều này chứng tỏ là Malaysia đang đặt mục tiêu rất cao tại kỳ AFF Cup sắp tới. Quang Hải về nước sớm cùng với đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ sớm rời nước Pháp để trở về cùng với đội tuyển Việt Nam tham dự sự kiện cuối cùng với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo.
Vào buổi chiều ngày 26 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt tại lễ công bố trận đấu giao hữu quốc tế giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây sẽ là trận đấu giao hữu cuối cùng của chiến lược gia người Hàn Quốc trên cương vị là thuyền trưởng của những chiến binh sao vàng. Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Park Hang-seo nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu giao hữu này, bởi đây sẽ là cơ hội để mà đội tuyển Việt Nam tập dượt đội hình và lối chơi nhằm có được cơ hội chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022. Được biết, để có thể hướng đến màn đọ sức với Dortmund, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 11 sau khi mà V-League khép lại ngày 19 tháng 11. Ông Park Hang-seo hứa hẹn sẽ sớm có được lực lượng mạnh nhất cho những chiến binh sao vàng để rèn quân trong 6 ngày trước trận đấu chính thức. Theo đó, ngôi sao số 1 Nguyễn Quang Hải sẽ có thể hội quân sớm với đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Dortmund, thay vì lên tuyển muộn như ở đợt FIFA đầy tháng 9 năm 2022. Lý do là bởi tiền vệ sinh năm 1997 có thời gian sắp xếp về nước sớm sau khi hoàn tất lịch trình tại Pau FC. Cụ thể, Quang Hải có thể rời Pháp ngay sau trận đấu giữa Pau FC và Bordeaux ở vòng 15 của League 2 ngày 13 tháng 11, trước khi các giải đấu trên khắp thế giới tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Day vào tháng 11 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, vòng chung kết World Cup là giải đấu quan trọng nhất sẽ diễn ra. Như vậy thì Quang Hải sẽ có quỹ thời gian khoảng 10 ngày trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 11. Tiền vệ của Pau FC nhiều khả năng sẽ sớm trở về hội quân cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia tham dự trận đấu giao hữu cuối cùng dưới thời ông Park Hang-seo. Trong thời gian đó thì Quang Hải cũng được cho là sẽ có những gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo ban huấn luyện Pau FC về khả năng rời đội, trở về phục vụ đội tuyển Việt Nam tại AFC Cup 2022. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Nếu như đội tuyển Việt Nam đi đến trận chung kết AFC Cup, Quang Hải sẽ phải bỏ lỡ 4 trận đấu tại Pau FC. Đây sẽ là bất lợi lớn với ngôi sao 25 tuổi trong bối cảnh đang cần sự hòa nhập tại môi trường bóng đá Pháp, nhất là khi mở tài khoản tại Ligue 2 với bàn thắng vào lưới của Rodes vào hôm 9 tháng 10. Dù sao thì khả năng cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFC Cup 2022 của Quang Hải vẫn còn là dấu hỏi lớn khi phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Pau FC.